Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lại là Phước điện thoại cũ nữa đây. Thì ngày hôm nay cửa hàng lại về thêm một số máy cũ giá rẻ dành cho tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay cửa hàng chỉ về được có khoảng 12 cây máy thôi nha mọi người. Thì giá của máy từ hôm nay chỉ từ 250.000 cho tới máy cao nhất hiện tại bên shop đang có là 1.390.000 nha mọi người. Thì cửa hàng của Phước nằm ở số 33 Tô Vĩnh Diện, Hiệp Thành 3, Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Zalo mua hàng là số Phước vừa đọc 0912731033. Anh em nào ở gần thì mình ghé qua cửa hàng Phước xem máy, và anh em ở xa cọc trước giúp Phước 50k Phước sẽ giao máy cho mọi người nha. Và hình thức đặt cọc bên shop là anh em cọc bằng card điện thoại hoặc là chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng đều ok. Hàng bán ra thì bao cho mọi người xài 7 ngày. Trong vòng 7 ngày có vấn đề gì Phước sẽ hỗ trợ đổi trả máy khác cho tất cả mọi người nha. Và mọi người ơi, Phước đã bán máy cũ với giá rẻ rồi nên là Phước không tặng kèm phụ kiện và không bao phí ship cho mọi người được nha. Phí ship cho mỗi đơn hàng từ khoảng 35 đến 40 ngàn cho một đơn hàng nha mọi người. Và vì là máy cũ rồi nên là hầu hết máy của Phước ở đây ấy, mọi người, có những con nó đã qua sửa chữa hoặc đã thay thế linh kiện hết rồi nha. Còn thì con nào mà zin á thì Phước sẽ báo từ đầu video luôn, còn con nào mà đã thay thế sửa chữa linh kiện rồi á thì Phước sẽ chỉ mô tả sơ về tình trạng của máy thôi nha mọi người. Và chính vì không tặng kèm phụ kiện nên ở đây Phước cũng có hỗ trợ bán phụ kiện giá gốc cho anh em, giá rất là tốt luôn. Một bộ sạc Docomi chính hãng như thế này chỉ có 60.000 thôi nha mọi người. Nó sẽ có củ sạc và cáp sạc. Bộ này là cáp sạc micro nha. Và mọi người muốn có tai xi mình cũng có luôn nha. Cũng y hệt như vậy luôn ha. Giá của mỗi bộ sẽ là 60.000 nha mọi người. Dạ rồi, không làm mất thời gian nhiều của mọi người nữa, Phước sẽ vào trực tiếp máy ngày hôm nay luôn. Thì đầu tiên mã số 1 thì con này mình vừa thu lại của khách hàng ha. Con này thì để mọi người giá rẻ chỉ có 250.000 thôi. Đây là Samsung Z2 Rim nha mọi người, Samsung Z2 Rim. Thì tình trạng của con này á mọi người, nghĩa là mọi người xài khoảng lâu lâu á nó sẽ bị loạn cảm ứng. Thì mọi người chỉ cần bấm nút tắt, mở lại như thế này là xong. Không ảnh hưởng gì hết, còn lại sim sóng nghe gọi Zalo, Facebook, TikTok thì vẫn ok nha mọi người. Giá chỉ có 250.000 thôi, mã số 1 nha. Có cái ốp lưng luôn nha mọi người. 250.000, mã số 1 Samsung Z2 Rim nha mọi người. RAM 1.5, bộ nhớ 8GB, sim sóng ngay gọi Zalo, Facebook, TikTok là thoải mái nha. Này mọi người thấy bấm không? Vẫn cứ bình thường thôi. Lâu lâu nó mới bị thôi mọi người, tại vì nó lắc á. Nó lắc á nên là lâu lâu nó mới bị nè. Như thế này nè mọi người thấy không? Đó thì mọi người bấm tắt, mở lại như thế này sẽ là ok hết. Nó không ảnh hưởng gì nhiều nha. Nói chung là về sim sóng nghe gọi Zalo, Facebook, TikTok vẫn ok. Để cho mọi người giá rẻ con này cũng chỉ có 250.000 thôi nha mọi người. 250k thôi nha. Dạ rồi, thì tiếp theo sẽ là cái con mã số 2. Mã số 2 thì ở đây Phước có là Samsung Z7 Rim nha mọi người, Samsung Z7 Rim. Đó, tình trạng con này là nguyên zin luôn nha mọi người. Mất kính cam sau nè. Nguyên zin mất kính cam sau nha. Màn hình thì có vài chấm phản quang nha mọi người. Màn hình thì có vài chấm phản quang. Đây mọi người xem nè. Màn hình thì có vài chấm phản quang nha mọi người. Chấm nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ thôi. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Sim sóng ngay gọi Zalo, Facebook, TikTok là thoải mái. Cam trước cam sau rất là ok luôn nha. Đây cam sau đây. Và đây là cam trước nha. Đó, cam trước cam sau khá là ok nha mọi người. Samsung Z7 Rim nha mọi người, mã số 2. Để cho mọi người con này giá hôm nay chỉ có 550.000 thôi. Mã số 2 nha mọi người, Samsung Z7 Rim. RAM 3, bộ nhớ 32GB, sim sóng ngay gọi Zalo, Facebook, TikTok là bao mượt mà, bao thoải mái, pin rất là ok, pin cực kỳ trâu luôn ha. Tiếp theo là mã số 3 thì đây Phước có là con iPhone 5S E mã bản 16GB, mất vân tay, ai lau sạch bao reset nha mọi người. Vỏ viền màu vàng, màu hồng nha, rất là đẹp nha mọi người. Mất vân tay bản 16GB nha. Cam này mọi người, cam trước sau rất là ok nha. Màn hình là sáng đẹp không ám ố, ai lau sạch được reset thoải mái. iOS của nó là 13 chấm nha mọi người. iOS 13 chấm, máy quốc tế, bỏ sim sóng vô nghe gọi bình thường nha. Giá cho con này cũng chỉ có 790.000 thôi nha mọi người. 790.000 iPhone 5S E mã số 3. Tiếp theo là mã số 4, giá của nó là 750.000, đây là Samsung M20 nha mọi người. Samsung M20 mã số 4, giá của nó là 750.000 nha. Con này thì RAM 3, bộ nhớ 32GB nha mọi người. RAM 3, bộ nhớ 32GB, màn hình sáng đẹp không ám không ố gì hết nha. Màn hình sáng đẹp không ám không ố, 332 nha. Hỗ trợ sạc nhanh tây xi, và con này cục pin tới 5.000 lần nha mọi người. Pin cực kỳ trâu luôn. Cam trước nè. Và đây là cam sau nha.
Cam trước sau ok, pin 5000 cực kỳ trâu bò luôn ha. Con này mình vô thu lại của khách hàng ha, mọi người lại rất là nhiều ứng dụng sim sống nghe gọi Zalo, Facebook, TikTok vẫn còn rất là mượt mà luôn nha mọi người. Mã số 4 nha, giá cho con này cũng chỉ có 750.000 thôi mọi người. Samsung M20 RAM 3 bộ nhớ 32GB vỏ viền nguyên zin luôn đó. Tiếp theo là mã số 5, giá của nó là 790.000, đây là Samsung Z7 Plus nha mọi người. Con này thì bản RAM 4 bộ nhớ 32GB, dòng cuối cùng của dòng Z7, cực kỳ mượt mà luôn mọi người. Hả? Con này là cái con phiên bản Z7 duy nhất mà RAM 4 nha mọi người, còn đa số tất cả Z7 RIM, Z7 RAW, Z7 này kia là chỉ có RAM 2 hoặc RAM 3 thôi ha. Chỉ có Z7 Plus là phiên bản nâng cấp cuối cùng là RAM 4 bộ nhớ 64GB nha. Xin lỗi mọi người, RAM 4 bộ nhớ 32GB nha. Màn hình đây, cam trước nè mọi người. Và đây là cam sau nha. Đó, cam trước sau ok mọi người nha, cực kỳ đẹp luôn. Pin rất là ok mọi người. Một vỏ viền máy nguyên zin luôn nè. Nào nhìn mọi người, nhìn vỏ viền nhìn thôi là biết đâu, biết là máy zin hay không liền nha mọi người. Không có con máy zin nào, có máy thay thế gì mà để xấu như vậy hết. Thật sự là mà nói như vậy luôn nha. Nguyên zin luôn nè. Đó, có trầy có xước ha. Giá chỉ có 790.000 cho mọi người xài xem phim, lướt web, nghe nhạc, chạy app, Grab, xe ôm công nghệ, chơi game thì rất là ok nha. Mã số 5, Samsung Z7 Plus, giá cho con này là 790.000 nha. Tiếp theo mã số 6 thì đây mình có cái con Samsung A20s nha, máy nguyên zin luôn nha mọi người. Con này do mang ốp lưng nhiều nên là có chạy có phẩy một xíu ha. Màu xanh đậm nha mọi người, xanh lá màu đậm nha. Màn hình là bao sáng bao đẹp, không ám không ngố hết nha mọi người. RAM 3 bộ nhớ 32GB Samsung A20s nha. Cam đây mọi người, cam rất là nét luôn nha, cam sau. Và đây là cam trước nha. Đó, cam rất là nét luôn. Hỗ trợ sạc nhanh Type-C luôn nha mọi người. Pin 4000 ha, mã số 6 nè. Máy nguyên zin luôn. Giá cho con này là 950.000 thôi nha mọi người. 950k mã số 6 nha. A20s pin cực kỳ trâu luôn nha mọi người, con nó pin trâu lắm. Rồi, tiếp ra là 1.1 triệu thì ở đây mình có con iPhone 7G bản 32GB, iCloud sạch, bao reset thoải mái nha mọi người, máy nguyên zin ha, mất vân tay. Vỏ viền thì có nhăm nhăm phẩy khá nhiều ha. Mất vân tay rồi nha mọi người, và màn hình có một chấm phản quang ở đây, máy nguyên zin hết nha. Bản 32GB, iCloud sạch, được reset thoải mái nha. Pin 100 nha mọi người. Bản 32GB alo sạch, được reset thoải mái nha mọi người. Cam trước cam sau rất là đẹp mọi người, cam sau nè. Và đây là cam trước nha. Ở dòng iPhone thì cam trước cam sau rất là đẹp luôn. Bản 32GB mã số 7 nha mọi người. Alo sạch, được reset thoải mái, sim sống ngay gọi Zalo, Facebook, TikTok là bao ok ha. Xài cực kỳ mượt luôn, các ứng dụng cơ bản là bao mượt mà luôn nha mọi người. Dòng 7G vẫn còn rất là nhiều người chuộng nha. Máy nguyên zin, vỏ zin theo máy luôn. Giá của nó là 1.1 triệu nha mọi người. iPhone 7G. Tiếp theo là mã số 8, giá cũng 1.1 triệu luôn nha mọi người, là Samsung A7 2018 nha. Samsung A7 2018 RAM 6 bộ nhớ 128GB, máy nguyên zin. Ở phần nứt kính nó bị nứt một đường kính ngay chỗ cái cam, mọi người thấy không? Đó, nguyên zin luôn nha mọi người. RAM 6 bộ nhớ 128GB nha. Cam này mọi người xem cam nè, cam trước nè, rất là nét nha. Và đây là cam sau. Đó, cam trước sau là bao ok. Sim sống nghe gọi Zalo, Facebook, TikTok là thoải mái luôn nha mọi người. Bản RAM 6 bộ nhớ 128GB nha. Samsung A7 2018. Đây mọi người. RAM 6 bộ nhớ 128GB nè. Đó. Pin cực kỳ trâu luôn, mọi người thấy nó tải chơi game không? Con này cấu hình xài cực kỳ mượt mà luôn mọi người. Sim sống nghe gọi Zalo, Facebook, TikTok là thoải mái ha. Vỏ viền là nguyên zin theo máy, là có bị tróc sơn mọi người. Giá 1.1 triệu nha mọi người. RAM 6 bộ nhớ 128GB Samsung A7 2018. Tiếp theo là giá 1.150.000, đây là Poco C40, cũng là một con máy nguyên zin đó nha mọi người. Vỏ viền thì có trầy có xước nha. Mã số 9, Poco C40 nha mọi người. Cam trước cam sau là bao nét luôn. Cam sau nè. Và đây là cam trước nha. Cam trước cam sau là cực kỳ ok luôn nha mọi người.
Phần âm thanh đây, ở phần thông tin của máy đây. RAM 4, bộ nhớ 64GB, Poco C40 nha mọi người. Màn hình sáng đẹp, không ám ố gì hết nha. Âm thanh là nghe cực kỳ đã luôn mọi người. Pin 5000, hỗ trợ sạc nhanh Type-C nữa. Nghe loa của nó nè. Loa rất là lớn nha mọi người. Để cho mọi người, con này giá của nó là 1.150.000 thôi nha. Pin 5000, hỗ trợ sạc nhanh Type-C nữa nha mọi người. Poco C40, nguyên zin. Giá cho con này là 1.150.000 thôi nha mọi người. 1.150.000. Rồi, tiếp theo là mã số 10. Thì ở đây mình có con Samsung A02s. Thì con này mình cũng vừa thu lại của khách luôn nha mọi người. Này mọi người để ý kỹ nha. Đó, rất là đẹp luôn nha mọi người ơi. Màu trắng nha, màu này là màu dòng Samsung A02s. Thì màu này là màu hơi hiếm nha mọi người. Đa số là màu đen, xanh đen. Màu trắng thì hơi ít. Đây, mình vừa thu lại của khách luôn nè. Nguyên zin luôn nha mọi người. Chị mua từ lúc từ trong thế giới di động tới bây giờ luôn nha. Chưa từng bung máy gì hết á chị. Đó, A02s, RAM 3, bộ nhớ 32GB, pin 5000, cực kỳ trâu bò luôn. Giá 1.2 triệu nha mọi người. RAM 3, bộ nhớ 32GB nè, A02s nha. Cam nét lắm nha mọi người, cam cực kỳ đẹp luôn nè. Cam trước nè, và đây là cam sau mọi người thấy không. Pin bao trâu bò luôn, pin 5000, sạc nhanh Type-C, màu trắng cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Mã số 10, giá của nó là 1.2 triệu nha. Tiếp theo là mã số 11, thì đây mình có con Realme 6i nha mọi người. Pin 5000, hỗ trợ sạc nhanh Type-C, RAM 4, bộ nhớ 128GB nha mọi người. Realme 6i nha, RAM 4, bộ nhớ 128GB, màn hình có 2 chấm phản quang nha. Đây, ở con này thì do là mà khi mà bóc lên thay cái vỏ mới cho máy với mọi người thì nó bị hơi lót một xíu nha. Đó, còn lại là nguyên zin hết, chỉ có vỏ là thay mới cho anh em thôi. Đó, để cho anh em giá cực kỳ ok luôn, chỉ có 1.390.000 thôi. Lỗi chỉ có 2 chấm phản quang thôi, còn lại không ảnh hưởng gì hết, bao cho mọi người xài nha. Không ảnh hưởng gì nè, cam rất là đẹp nét luôn nè mọi người. Cam sau, đây là cam trước nha. Đó, bao đẹp luôn nha mọi người, cam cực kỳ đẹp luôn. Cấu hình RAM 4, bộ nhớ 128GB, sim sóng nghe gọi Zalo, Facebook, TikTok là thoải mái, chơi game là bao mượt mà luôn nha. Realme 6i nha mọi người, máy quá đẹp luôn, màu trắng cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Màu trắng ngọc trinh nha. Viền vứt cực kỳ mới, mới gần như 99% luôn ha. Không một vết trầy, không một vết xước luôn. Realme 6i nha mọi người, 1.390.000. Và cuối cùng là con Oppo A31, giá cũng 1.390.000 nha mọi người. Cũng là bản RAM 4, bộ nhớ 128GB, màu đen bóng nha. Máy rất là đẹp luôn. Oppo A31 nha mọi người, RAM 4, bộ nhớ 128GB, sim sóng ngay gọi Zalo, Facebook, TikTok là thoải mái. Cam trước cam sau của dòng Oppo thì khỏi bàn cãi mọi người. Cam sau, cam trước đây nha, rất là đẹp luôn. Đó, mọi chức năng đều xài ok hết nha mọi người. Sim sóng nghe gọi Zalo, Facebook, TikTok là thoải mái. Pin cực kỳ trâu bò luôn. Rồi, giá cho con Oppo A31 này cũng là 1.390.000, mã số 12 nha mọi người. Rồi thì ngày hôm nay có nhiêu đây máy thôi. Anh em nào ưng ý cái máy nào cứ nhấc máy gọi cho Phước qua số điện thoại là 0912731033. Cửa hàng nằm ở số 33 Tô Vĩnh Diện, Hiệp Thành 3, Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Zalo mua hàng là số Phước vừa đọc 0912731033 nha anh em. Anh em nào ở gần thì ghé qua cửa hàng Phước xem máy, và anh em ở xa cọc trước giúp Phước 50k, Phước sẽ giao máy với mọi người nha. Thì hình thức đặt cọc bên shop, anh em cọc bằng cạc điện thoại hoặc là chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng đều ok. Hàng bán ra thì bao cho mọi người xài 7 ngày. Trong vòng 7 ngày có vấn đề gì Phước sẽ hỗ trợ đổi trả máy khác cho tất cả anh em nha. Và Phước cũng có hỗ trợ bán sạc với giá rất là tốt luôn mọi người. Bộ sạc Docomi chính hãng giá chỉ 60.000 một bộ nha mọi người. Nó gồm có củ sạc và cốc sạc, gồm có hai loại là sạc Type-C và sạc Micro. Một tùy theo mọi người mua theo máy nào thì mình sẽ bán theo máy đó nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của Phước ngày hôm nay nha. Xin chúc mọi người có một buổi tối chủ nhật. Xin lỗi mọi người, một buổi tối thứ hai đầu tuần thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn mọi người đã xem clip của Phước ngày hôm nay. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong suốt thời gian qua cho cửa hàng. Và một lời nữa, Phước xin kính chào mọi người. Xin chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn.